Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách bảo quản con Scooby của mình. Đây là cái con Scooby của mình nuôi trong vòng 4 ngày. Tại vì với cái lượng nước và trà đường nhiều và trà nhiều có nghĩa là đậm đặc á, thì mình sẽ ra được một con Scooby nó dài như thế này. Tại vì lượng nước của mình ít, thế nên là mình làm nó rất là ngắn ngày. Và đây là con Scooby mẹ. Con Scooby mẹ của mình đây. Và nó sau 5 ngày thì nó sẽ sinh ra một cái con to như thế này. Con to như thế này, nó to nhỏ là tùy thuộc vào cái vật mình đựng. Nếu mà ví dụ như hồi trước á, là mình làm trong cái hũ nhỏ như thế này thì mình sẽ được cái con như thế này, kích cỡ nhỏ hơn. Còn đây là mình đang muốn cho mọi người xem cái kích cỡ của nó to hơn, thì mình bỏ vào cái tô. Dụng cụ mình làm có thể là bằng Scooby chỉ chịu những cái vật như là bằng nhựa, bằng gỗ, bằng sứ, bằng thủy tinh. Nên là mọi người lưu ý khi mình làm những vật dụng đụng đến Scooby thì chỉ là những vật như vậy, không có đụng bằng inox hoặc là sắt hay là nhôm. Nhưng mà những cái vật nhựa là chỉ là hỗ trợ để mình múc nó qua hoặc là chiết xuất từ cái này qua cái kia, nhưng mà không phải là dùng để đựng và để trong quá trình làm lâu ngày. Nếu mà trong quá trình làm thì mình tốt nhất là bằng thủy tinh và bằng sứ thôi ha. Thì sau khi mình đã làm xong cái mẻ này, mọi người sẽ bảo quản Scooby trong một cái lọ thủy tinh. Thì mình sẽ lấy hết những con Scooby này, cả mẹ cả con, mình cho vào một cái lọ thủy tinh và mình cho một ít nước. Nước này người ta gọi là nước cái, nước gốc á, tại vì Scooby trong quá trình mình bảo quản nó vẫn còn sống, nó cũng cần môi trường để sống, thế nên là mình cho nó một ít nước vừa đầy như thế này ha mọi người. Đây, một ít nước vừa như thế này là Scooby có thể sống được. Và đây là cái hũ mà mình cũng bảo quản Scooby này. Đây là mình cho hơi nước nhiều, tại vì để mình cần cái nước này mình làm lại cho lần tiếp theo. Thì khi mọi người lấy một ít nước vừa đủ như thế này, mọi người có hai cách bảo quản rất là đơn giản. Nếu mà Scooby mà mọi người bảo quản trong tủ lạnh á, thì mọi người chỉ cần đậy nắp lại, đậy nắp và đóng nắp kỹ lại ha, thì mọi người sẽ bảo quản trong tủ mát bao lâu cũng được. Mà nhưng như mình bảo quản trong tủ lạnh á, thì mình hãm được Scooby không có bị chua nữa, không có lên men nữa, thì nó vẫn ở chế độ là chua, ở cái mức chua giống như lúc đầu mình làm. Còn nếu ví dụ như còn cách bảo quản thứ hai là mọi người cũng có thể là để vào cái hũ như thế này, nhưng mà không đậy nắp, đậy nắp để cho khỏi bụi thôi, nhưng mà mọi người không có vặn, tại vì lúc này nó vẫn còn cái lỗ hở để cho Scooby nó thở. Còn không á, mọi người không dùng nắp như vậy thì mọi người có thể dùng một miếng vải mùng sạch như thế này, và mọi người đậy lên và lấy dây thun tràn xung quanh lại ha, để đảm bảo kiến nó không bò vào. Nhưng mà trong quá trình như thế này kiến nó cũng không bò vào được, tại vì ở cái môi trường như thế này thì axit rất là cao, thì độ chua của axit rất là cao, thì kiến và những con vật khác nó cũng không có đến. Thì trong quá trình nếu mà mọi người để ở ngoài thì Scooby vẫn tiếp tục sống và nó vẫn quá trình lên men của nó vẫn tiếp tục như vậy á, thì cái con Scooby của mình nó càng ngày nó càng chua, chua lắm luôn á. Mọi người lâu lâu mà thương em nó thì cho em nó vài muỗng đường, thì mọi người sẽ thấy em nó ăn rất là ngon, rất là đói. Thì thấy cái hiện tượng đó là bằng cách là nó sủi bọt lên. Khi mọi người bỏ đường vào thì nó sẽ sủi bọt lên rất cẩn thận, kẻo nếu mà ở trên thành miệng thì nó sẽ tràn ra đó, sủi bọt lên. Nhưng mà mình tốt nhất là mình nên bảo quản em nó trong tủ lạnh. Còn nếu mà để ngoài cũng được, không sao hết, nhưng thì nó sẽ chua hơn thôi. Và bảo quản như vậy thì được rất là lâu,
mình bảo quản cả hơn cả năm. Và sau khi nếu mình không muốn dùng mấy em Scooby mà nó già quá, con những con mà màu trắng như thế này là những con này, còn những con mà già mà màu nó đã vàng rồi á, mọi người cũng có thể cắt những con miếng Scooby ra nhỏ thành những ô vuông á, xong rồi mọi người có thể bỏ thêm đường và mọi người rim lên, người ta gọi mình làm kẹo Scooby á, nó cũng rất là ngon. Rồi chúc mọi người thành công ha. Nếu mọi người có thắc mắc gì có thể là hỏi mình sẽ chia sẻ hết cho mọi người. Cảm ơn mọi người.